Chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ cùng học bản kỷ chương nhân 2. Các bạn cùng ghi lên bảng nhé. 2 nhân 2 bằng 2. 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 4 bằng 8. 2 nhân 5 bằng 10. 2 nhân 6 bằng 12. 2 nhân 7 bằng 14. 2 nhân 8 bằng 16. 2 nhân 9 bằng 18. 2 nhân 10 bằng 20. Em giỏi quá. Hai nhân một bằng hai. 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 4 bằng 4. 2 nhân 2 bằng 4. 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 4 bằng 8. 2 nhân 5 bằng 10. Yeah, xin chào. Em đã học xong bảng cửu chương nhân 2 nhá. Chào em nhá, em xóa rồi. Sao xóa gì em? Để các bạn cùng học cùng sao con xóa đi nhé. Thôi thế chào bạn muốn mày con này. Bạn muốn mày, chào các bạn đấy con. Bố chào bạn muỗng nha. Bye bye.